Xin chào bác, em vừa mới mang 15 cân thì là hòa gỗ rừng bọn em ra mới khai thác về bác này. Chỗ này tổng cộng 15 cân anh em khai thác một tuần rồi đây bác nhá. Chỗ này khai thác khoảng 7 gần 7 km đường rừng. Đây. Rừng già mới được chỗ này và lực e mọc ở trên lùi đá vôi thì không phải cái lùi đá nào cũng mọc nữa. Cái lùi đá cực cao và trên 1.300 m thì nó mới có thi thoảng mới có vài cây thôi chứ không phải là một ngọn núi mà có rất nhiều đâu. Đây bọn em cái này thì bọn em mà phải để tưới nước vào thì nó sẽ bảo quản được lâu hơn. Chỗ này thì để khoảng được một tuần thôi. Đây em mang về hôm nay những cái cây to đẹp em sẽ nhặt ra để em làm bình diện, ở đâu những cây nhỏ nhỏ và cong thì em sẽ chặt ra để em phơi khô và sao vàng để làm thuốc. Để xem nhé, tả gốc em đã rửa sạch hết rồi và cọ hết cả thân nha các bác nhé. Bình thường nó rất là đen, và đen thì có rong rêu các thứ ở trên đùi đá. Đây bắt đầu em phải chặt từng cây ra để em phơi khô và sau vàng hạ thổ để làm thuốc. Đây như các đây các bác xem này, đây, cây thì là này các bác thì lúc nó nhỏ thôi, lúc nó nhỏ thì thân nó rất là mềm. Các bác xem này, thân rất là nhiều nước là mềm. Đấy, nhưng mà khi mà nó lớn lên nó già rồi thì cái thân nó sẽ thành như cái như thân gỗ ấy. Là mà người dân Mông, người Mông người ta xa xưa người ta là cây thì là hòa gỗ như vậy. Cây thì là hòa gỗ này thì được dùng từ lâu rồi. Đấy, nhưng mà đa số những người ít một số ít người dân dùng để biết để dùng để sắc nước uống, thay nước để có những ai bị sỏi thận, sỏi mật, sỏi gan thì dùng để thì là hòa gỗ rất là tốt. Thì mới được mới đây thì được Viện Hàn lâm quốc gia, khoa học của quốc gia về bản xin những cây thuốc lâu năm ở trên bản thì đã nghiên cứu ra cái cây thì là hòa gỗ này. Thì mới có trong quá trình 2 năm nghiên cứu thì có cái kết quả là cái cây thì là hòa gỗ này ở trong thành phần của nó có cái dược tính nào là có cái chất gây ngộ độc cái tế bào của ung thư gan, phổi, vú và tiền liệt tuyến. Thì cái này đã được cái Viện Khoa học và Công nghệ ở quốc gia nghiên cứu to nhá, là một kết quả. Thế các xem là những cái cây nhỏ, trong cây nhỏ này thôi nhưng nó rất là lâu năm vì đó trên lùi đá mà. Rồi em nhổ hầu như nhổ không thể nhổ bật được hết, có những củ nhổ được hết này dễ, những con có củ thì không thể nhổ được thì phải bẻ gãy cái cành cái gốc của nó. Đây các xem này, có những cây già nhá, các xem có những cây già nó có cả hoa này, có những cây già nó lên có hoa cả quả này. Đây thôi, hoa cả quả của nó. Những cây này thì không thể trồng được ở dưới đồng bằng được, tại vì cái này nó chỉ hợp ở cái địa hình núi đá cao và cái thời tiết nó mát, có những cái tán rừng nó không ít ánh sáng ấy, thì nó mới mọc được. Thì cái này muốn nhiệt độ cao như dưới đồng bằng lắng nhiều đất không phù sa đất ở dưới đồng bằng thì không thể trồng được. Đây chỉ có một hơi nước ở trên cao thôi nhá. Đây xem cái lá này, cái mùi rất là có vị hăng, vị thơm. Cái lá này có vị ăn thì có thể có vị tê tê và hơi chua chua, hơi ngâm ngâm đắng, và cái rễ thì ăn nó đắng nhá, đắng ngọt, đắng nặng. Thì đa số những cái loại vị thuốc thì thường nó ăn và nó sẽ đắng, có vị đắng trước và nó sẽ ngọt dần trong họng. Đây em chặt thì khoảng 5 phân một cành này, rồi em sao khô phơi khô. Cái này thì tốt nhất là dùng để sao khô, dùng để làm thuốc uống thôi nhá. Còn các bác nào muốn đẹp thì các bác có thể vừa ngâm rượu và để và vừa uống. Đây các bác xem này, thân rất là mềm, có những cây to thì thân rất là cứng. Cái này là hòa gỗ, thân cứng hơn. Để em cất chặt cho các bác xem này. Đấy, các bác nghe tiếng rạ, tiếng thì nó ra lên thì nó sẽ thân thành hòa gỗ. Các bác sẽ để ý nhá, một cái đốt này thường những cái cây có một đốt cây hay kiểu tam thất ấy, thường có một đốt cây là một cái một năm nó phát triển. Các bác xem là rất là nhiều đốt nhá, rất là nhiều đốt luôn. Một cây này, cây này phải dài tầm khoảng 1,5 m. Các bác xem cái đốt này, đốt rất là dày, có những cây đến gần 100 đốt luôn.
của những cây không đếm được số đốt, thì nó rất là dài. Các bạn nào có nhu cầu về cái đặt cái cây thì là cái này để sang nước uống hoặc là để ngâm rượu để phòng các bệnh hoặc là điều hỗ trợ điều trị các bệnh như em nói trên, thì các bác alo báo trước cho em, hàng này cực hiếm luôn. Em khai thác, anh em khai thác rất là một đội khoảng tầm 13 14 người, khai thác một tuần người được khoảng 15 cân này thôi. Đây là cái đồ này thì thực một có lẽ một thời gian nữa nó sẽ được nhiều người biết đến và sẽ được khai thác, có thể là nhiều người biết đến nó sẽ khai thác rất nhiều, nhưng mà là đâm ra cái số lượng nó rất là ít. Có nghĩa là nhiều người biết thì người ta sẽ thuê những người dân hoặc là những người mua, người ta biết là sẽ người ta sẽ đến những cái vùng mà có những cây này để người ta khai thác, giống như kiểu sông Ngọc Linh ấy các bác, càng ngày càng cạn kiệt dần. Và em và anh em chuyên đi rừng mà em những cái đồ gì và cái đây mà mới và có rất là quý hiếm, bọn em sẽ phải khai thác trước, và đôi khi bọn em phải khai thác phải bỏ, có nghĩa là không khai thác cạn kiệt, có những còn những cái cây con mình vẫn phải để lại để cho có những cây già quá để cho nó lại, để cho nó khi nó ra hoa nó có hạt nó sẽ mọc sẽ tự mọc lại, chứ mình không thể khai thác cạn kiệt tất cả được. Rồi em xin chào các bác nhá.